Hello, welcome back to lại chơi game Mercury Run. Và hàng 8 game nữa, 7 game nữa. Chờ game này không biết có hay không, nhưng mà nhìn cũng khá thú vị. Đánh nhau à, đánh nhau à. Ready. Game này là vừa kết hợp giữa game chạy với cả game xếp vị trí để đánh nhau. Kaka. Ơ, không cho mình xếp à? Có cho xếp này. Cái này chiến binh mới này. 10 cây này. Hai chiến binh này xếp với nhau này. Tăng thêm cái độ bắn cung nữa này. Kiếm. Ây à, mình giờ con tướng đá khỏe quá. Ready. Xếp hình nha. Ui, nó được một con 50 long này. Hay đấy, gần đấy. Ôi, tưởng là ăn được một hàng luôn, ai ăn được có 12 dân. Không sao. Hay chưa, hay chưa, hay chưa. Ui dồi ôi, mồm mì lòng khỏe. Này ông tọc một phát đi hết mồm. Toi luôn rồi. Ready. Tiếp tục thôi. Wow, đủ gì. Hay nhờ. À, ghi khỏe ôi. Game này hay quá, lại phải sang game khác. Ok, nói chơi game I'm Not Monster. Đây chính là cái game đây, nhưng mà game này nó lại màn hình nó hơi dài một tí, nó ngắn hơn, tuyệt vời không? Nhanh lên, nhanh lên, có cái này thì nó quẹt cho mình chết toi đấy. Thắng rồi. Aha. Bom đâu ra. Đấy, nó phải thế nhỉ. Sắp đến con boss rồi đây, con boss này có vẻ khá là mạnh. Boss mặt quỷ.
bên chính này. Đây mình mở khóa được thêm cái màn này. Cắt rescue. Chơi cái màn này quá. Có vòng này nè. Cô gái đã khóc rồi. Khóc rất nhiều. Mình đi chơi hockey game. Úi dồi ôi, cái màn này nó quá nhiều là cái u đi mà nhảy luôn. Cho các thanh niên nhảy trước đi. Điên xui thôi mà. Không thể qua được cái màn này. Tự ấy nha, 2U, 3U. Khó quá ta. Đây mình sử dụng trí nhớ siêu phàm để nhớ lại các bạn ấy thôi. 1, 2, 3, 4 U này. Toàn thua thôi. Spiro. Đẹp ngất ngây. Và đến một cái level tiếp theo, level 3. Lưỡi dao sắc nè. Biết cách để ăn được điểm cao mà này rồi. Chết
chúng ta hãy đưa cái lưỡi dao nó thật là mỏng thôi. Đấy. Đây 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 đây. À chưa đến. Đây đoạn này này. Cho một cái lưỡi dao nó mỏng rồi nó sẽ lên. Bóp luôn. Đấy, nhỏ thôi, nhỏ nhưng mà có võ, lên lên, ui xời ơi. Thế lúc trước mình không biết, mình lại cứ quận thật là dày và cuối cùng chả vào được. Ui, danh bot xịt lên được. Sờ, mình sẽ chơi game gì bây giờ? 456 Swipeable. Vào luôn cái phần green light reply này đi. Cảm ơn. Tít tít tít. Speed game ấy. Speed game có quá nhiều phiên bản là biến tấu luôn. Sao vẫn màn này, chửi màn này nữa. Sang cái màn này đi. Tách kẹo này. Từ từ. Từ từ, đó, duy trì cái vạch ở trên để mức màu xanh này ổn này. Ui, sống ngon quá. Được luôn cái hình tam giác luôn. Qua cái màn này rồi, nứt cho nó phát. Ui, tiếp tục à? Thôi không, không tiếp tục nữa. Lần sang cái mini game khác nha. 3 trên 3 này. Bạn đang vẫn ném bì. Qua máu rồi nó xa đi. Ủa, khó lắm. Và thế mà cũng vào. Thôi 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 thôi, giờ anh chơi game khác đi. Rồi. Qua game này không có nhạc này. Có một tiếng chim hót thôi. Thay cho cô gái kiểu tóc này đi. Tiền nhặt thật nhiều tiền để mua cái đôi giày khác này. Chắc quần này tắm. Ôi, đi về cõng một núi tiền luôn này. Để làm gì? À, đi vào đây đi. Mai ô tô này không được không? Không đủ tiền nhá.
không đủ tiền đâu. Xe heo này. À, lối thoát thì gì mà không biết. Ôi sao game này nhiều mini game ấy. Thành bánh nướng này, phủ một lớp kem này, mix thêm một ít hoa quả nữa. Game này rất là kỳ. Không hề có nhạc, có mỗi tiếng chim hót. À, tiếng ca này. Thật là nhẹ nhàng thôi. Game này không quay đơn lẻ là bị lồng nhạc quá này. Chung là game này tương đối hay, chỉ có điều phần âm nhạc nó hơi không có. Chia cho ra sẽ chơi game Grab Park Play. Game này nhìn vẻ hay hay. Rồi chúng ta sẽ để xem nó có hay hay không. Cũng hay đấy. Worst Summer. Chơi đơn giản thế nhỉ. Ui à. Game diễn ra rất là đơn giản. Tình tiết trong game khá là nhanh đấy. À. Con gì to này. Chạm vào lửa là cháy luôn này. Quá khó cho mình. What, sao thế nhỉ? Không hề được. Chịu thôi. Nhất vào. Ok, vào game rồi. Game này hay hơn game Slither. What?
nhiều này bác. Ôi, cái chỗ này đâm đầu vào tường là chết toi. Cũng khai đấy nhỉ. Goodbye nha.